Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 đang là một trong những tiểu hoa đáng sáng giá của làng giải trí Trung Quốc. Ngoài dự án Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang gây chú ý, mọi thông tin về lịch trình của nữ diễn viên liên tục được netizen thảo luận. Mới đây, bộ phim Rèm Ngọc Châu Xà do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã thông qua kiểm duyệt, dự kiến sẽ lên sóng trong khoảng thời điểm cuối năm nay. Vốn dĩ màn ảnh Hoa ngữ đang trong thời kỳ lạnh giá, nên công chúng rất hy vọng Rèm Ngọc Châu Xà có thể giúp thay đổi tình trạng hiện nay. Nhưng một số nguồn tin tiết lộ rằng người trong giới không đánh giá cao bộ phim này, nguyên nhân là vì Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh không tạo được chemistry như thời hợp tác trong Trường Ca Hành nữa. Điều này khiến Cnet cảm thấy khá e ngại, bởi Rèm Ngọc Châu Xà là phim thần tượng, ngoài kịch bản thì yếu tố chemistry cực kỳ quan trọng. Một số blogger nhận định Rèm Ngọc Châu Xà có nhiều khả năng sẽ đi theo vết xe đổ của Thần Ẩn, bộ phim cổ trang chiếu hồi đầu năm nay của Triệu Lộ Tư. Kể từ sau Tin Hán Sáng Lạn, Triệu Lộ Tư có khá nhiều dự án lên sóng, nhưng chỉ mỗi Vụn Trộm Không Thể Giấu là đạt thành tích tốt. Trong khi đó, Hồ Đồng hay Hậu Lãng Thần Ẩn đều rơi cảnh flop và diễn xuất của người đẹp 9X này gây ra rất nhiều tranh cãi. Dù vậy, một bộ phận cư dân mạng cho rằng Rèm Ngọc Châu Xà vẫn chưa lên sóng nên không thể khẳng định được chắc chắn phim sẽ flop và bị Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh kéo chân. Vậy nên việc mọi người đánh giá Rèm Ngọc Châu Xà vào lúc này không được khách quan cho lắm. Thời gian gần đây, thông tin về bộ truyện Nắng Gắt, Tên Khác Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ của Cố Mạng được chuyển thể thành phim đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Vốn dĩ những bộ truyện của Cố Mạng khi được làm thành phim đều rất nổi tiếng, từ Sam Sam Đến Rồi, Bên Nhau Trọn Đời cho đến Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Vì thế có không ít ngôi sao muốn lấy được bộ Nắng Gắt này, nhưng hiện tại thì Dương Dương, Triệu Lộ Tư là hai cái tên được kỳ vọng sẽ nhận phim nhất. Được biết, Cố Mạng vốn rất thích Dương Dương và nam diễn viên nổi tiếng đã xuất hiện trong hai bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của vị tác giả này. Có nhiều thông tin tiết lộ, Cố Mạng muốn Dương Dương tiếp tục tham gia Nắng Gắt và thay đổi một phần nhân vật Lâm Tử Sâm để cho phù hợp với anh hơn. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai nữ chính Nhiếp Hy Quang. Nhân vật này được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, khiêm tốn và luôn đối xử chân thành với mọi người, tạo ra cảm giác như ánh mặt trời rực rỡ vậy. Có thể nói, Nhiếp Hy Quang cũng khá tương đồng với vai Tang Trĩ mà Triệu Lộ Tư đảm nhận trong Vụn Trộm Không Thể Giấu, nên khán giả cũng ủng hộ cô nhận Nắng Gắt. Dù có rất nhiều người mong muốn cặp sao Thả Thiết Thiên Hạ tái hợp, nhưng xem ra khả năng này không cao lắm. Truyền thông Trung Quốc cho rằng truyện của Cố Mạng nổi tiếng thật, nhưng bộ Nắng Gắt lại không có tiềm năng tạo được thành công như những dự án trước đó của cô. Nội dung của Nắng Gắt xoay quanh những vướng mắc tình cảm của Nhiếp Hy Quang với Lâm Tử Sâm và Trang Tự. Ngoài điểm này ra, thì nguyên tác không có yếu tố gì đáng để chờ đợi nữa. Thêm vào đó, hình tượng của các nhân vật cũng không có gì ấn tượng, rất khó để khai thác và tạo ra được sức lôi cuốn với khán giả. Quan trọng hơn, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều đang thay đổi bản thân bằng những vai diễn mới, nên Nắng Gắt chưa chắc đã là một sự lựa chọn phù hợp với họ. Ngoài Dương Dương, Triệu Lộ Tư, thì Lý Hiện, Trương Nhật Nam cũng được netizen nhiệt tình đề cử cho đoàn phim Nắng Gắt vì độ hợp vai của họ khá cao.